chào anh chị khách hàng. Thì hiện tại Giang đang có mặt tại công viên trung tâm hành chính huyện Bình Chánh. Đây là sau lưng của Giang nha. Nhìn cái công viên này. Công viên này được chủ đầu tư An Gia cải tạo lại thì ra những cái biểu tượng và những cái tiện ích của công viên cực kỳ là đẹp luôn anh chị khách hàng ạ. Thì hôm nay là ngày 28 tháng 7 2022. Thì hôm nay Giang sẽ cập nhật về tiến độ xây dựng của dự án Westgate của chúng ta cho anh chị khách hàng cùng xem qua ha. Rồi, đây là cổng của công trường dự án Westgate anh chị khách hàng nhé. Trên tay của Giang đây là tháp Mekong hay còn gọi là tháp D của dự án Westgate của chúng ta. Thì như anh chị khách hàng thấy là tiến độ xây dựng của tháp D này đã xây lên tới tầng 9 rồi, cực kỳ là nhanh luôn. Và phía xa xa đó là tháp C hay còn gọi là tháp thêm của dự án Westgate đã xây lên tới tầng 4 rồi anh chị khách hàng nhé. Rồi xin mời anh chị khách hàng cùng xây qua di chuyển với Giang ha. Đây là tháp A hay còn gọi là tháp đa nếp. Anh chị nhìn lên ha, thấy số 12 không ạ? 13, 14 đó là xây lên tới tầng 14. Còn tháp B hay còn gọi là tháp Chim đã được xây dựng lên tới tầng 16. Chỉ còn được một tháng nữa thôi là dự án chúng ta sẽ làm lại cất nóc, cực kỳ là nhanh đúng không ạ? Rồi, nếu anh chị khách hàng nào muốn sở hữu ngay cho mình một căn hộ tại dự án Westgate, vui lòng liên hệ với Giang qua số điện thoại 0914245885. Tại sao chúng ta muốn phải sở hữu một căn hộ tại dự án Westgate? Thứ nhất, dự án chúng ta nằm ngay quỹ đất của công viên trung tâm hành chính huyện Bình Chánh, liền kề sát bên luôn, rất là tiện lợi. Ngoài công viên 2 hecta của trung tâm hành chính huyện Bình Chánh thì dự án chúng ta còn có công viên của nội khu dự án với rất là nhiều tiện ích, lên tới hơn 80 tiện ích. Có những tiện ích như hồ bơi nè, dường như những dự án bây giờ đều có hồ bơi đúng không ạ? Nhưng mà dự án chúng ta có thêm sân tennis nè. Sân tennis được đặt ở tầng 3 của dự án Westgate anh chị khách hàng nhé. Rồi trong ngoài cái sân tennis đó có thêm cái tiện ích sân gốp giả lập nè, rồi cầu lông, bóng gỗ, bóng chuyền, rồi BBQ ngoài trời, rồi gặp chiếu phim trong nhà, rồi sân bóng chuyền bi lắc ở trong nhà nữa, và rất là nhiều tiện ích karaoke vân vân, rồi phòng đọc sách vân 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 và vân vân, rất nhiều tiện ích, lên tới 80 tiện ích gì các bạn nhé. Nếu chị khách hàng nào muốn tìm hiểu những cái tiện ích và muốn sở hữu ngay cho mình một căn hộ còn lại trong giỏ hàng của chủ đầu tư An Gia, vui lòng liên hệ ngay với Giang chị khách hàng nhé. Hẹn gặp lại chị khách hàng tại dự án Westgate ngay công viên trung tâm hành chính huyện Bình Chánh.